Xin kính chào quý vị và bà con đang xem bản tin Kinh tế Nông nghiệp của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2017, sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng Tháp, giá lúa hè thu tăng cao nhưng nông dân vẫn rầu. Xuất khẩu chuối, cơ hội cho nông nghiệp Cà Mau. Bậc thầy xứ đất mũi giúp chồn sinh sản một năm 3 lần. Thưa quý vị và bà con, đang là thời điểm vào mùa của các loại trái cây như là chôm chôm, sầu riêng, ổi. Tuy nhiên, người yêu thích trái măng cụt năm nay sẽ phải bỏ thêm tiền và tốn công tìm mua nó hơn khi mà giá cả đã tăng gấp đôi gấp ba so với năm ngoái, trong khi sản lượng thì khan hiếm. Một số sạp trái cây tại chợ miền Tây không có măng cụt để bán cho khách hàng. Theo một số tiểu thương tại chợ Sóc Trăng, thường vào những tháng hè, măng cụt được các nhà vườn mang bỏ mối rất nhiều. Lượng hàng tiêu thụ mỗi ngày khoảng 300 kg. Riêng năm nay, hàng khan hiếm giá cao mà không lấy được hàng. Khách đến tìm mua liên tục mà không có măng cụt để bán. Một tuần nhập chỉ từ 10 đến 20 kg măng cụt, giá từ 50.000 đến 80.000 đồng một ký, tùy kích cỡ trái. Nguyên nhân măng cụt hiếm hàng bắt nguồn từ ảnh hưởng đợt hạn mặn năm 2016 và tác hại của nó vẫn còn tồn tại trên vườn cây ăn trái của nhà vườn. Như quý vị đều biết, người nông dân một nắng hai sương vất vả trên đồng trong suốt một mùa vụ, chỉ mong sao đến kỳ thu hoạch, nông sản được giá để lấy tiền trang trải cho gia đình. Tuy nhiên, có một nghịch lý đang xảy ra khi mà mùa thu hoạch vụ lúa hè thu năm nay, giá lúa đang tăng đến mức kỷ lục nhưng mà bà con nông dân vẫn âu sầu. Câu chuyện nghe có vẻ thật là khó tin nhưng lại xảy ra tại Đồng Tháp. Thời điểm này, nông dân xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2017. Điều đáng mừng là giá lúa liên tục tăng và đạt kỷ lục 5.000 đồng một ký, giống IR50404. Thế nhưng, theo bà con nông dân, dù giá lúa tăng cao nhưng năm nay do năng suất thấp nên lợi nhuận không nhiều, chỉ vào khoảng 2 triệu đồng một hecta. Năm ngoái cũng như là mình thu hoạch một ha như vậy á, thì được có thể là 8 tấn, 7 tấn thì có thể là lúa đủ cho thương lái mua. Còn năm nay thì một mẫu như thu hoạch được có 3 tấn, 4 tấn, thành ra nó gì chỗ đó là nó không có lúa. Chắc có thể là năm nay là năng suất thấp vậy là không có lợi đâu. Nông dân có thể là phá quề. Bà con nông dân cho biết nguyên nhân khiến năng suất giảm là do thời tiết thất thường, lúa nhiều sâu bệnh. Theo thống kê, toàn xã Thường Thới Hậu A có trên 1.000 hecta lúa hè thu, trong đó trên 60 hecta đang thu hoạch. Còn nhiều hộ sản xuất đậu xanh vụ xuân hè năm nay ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, đầu vụ giá bán đậu xanh đạt từ 23 đến 25.000 đồng một ký, thì nay đã giảm một nửa. Hiện nhiều diện tích đậu xanh vẫn còn trái nhưng mà giá bán quá thấp nên hộ sản xuất vẫn chưa thu hoạch, bởi vì tiền bán nông sản không đủ trả cho công lao động được thuê thu hoạch. Các hộ nông dân cho rằng giá đậu xanh giảm mạnh là do tư thương đánh giá chất lượng đậu sau khi thu hoạch không đảm bảo, hạt không bóng và có màu đặc trưng như mọi năm nên ép hộ sản xuất phải bán nông sản với giá thấp. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuy An, trong vụ xuân hè 2017, toàn huyện đã đưa vào sản xuất được hơn 350 hectare đậu xanh. Trong quá trình sinh trưởng, cây đậu xanh gặp nhiều tác nhân gây hại, khiến năng suất thu hoạch thấp, chỉ đạt bình quân từ 2,6 tấn đến 2,8 tấn một hectare. Nói đến hoa và kiển, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến địa danh Sa Đéc. Hơn 100 năm qua, hiện thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có khoảng 2.200 hộ canh tác, hơn 400 hecta hoa kiển các loại. Trung bình mỗi ngày, làng hoa Sa Đéc tiếp trên 10 xe tải lớn nhỏ đến vận chuyển hoa kiển, đem lại tổng doanh thu cả 100 triệu đồng. Các loại hoa ở đây được ươm trồng là cúc tiger, cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc đồng tiền, hồng tam muội, hồng nhung, vạn thọ, chả yến thảo, cát tường, cùng với các loại kiển như là mai vàng, thược dược, phú quý, kim phát tài. Bên cạnh các loại hoa kiển truyền thống hàng năm, thì năm nay còn xuất hiện nhiều loại hoa kiển mới lạ và độc đáo như cây hương thảo, cây không khí, hoa chuông, cúc ngũ sắc, dâu tây, hoa ly. Nhiều cơ sở ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường đến tận nơi đặt mua hoa hồng về chế biến thành nước hoa và dầu gội đầu, mỗi chuyến có hơn 10.000 bó. Hoa sen là loài hoa thuần khiết và tao nhã, nở rộ lúc sang hè. Chính vì thế mà có rất nhiều người tìm đến những hồ sen đẹp để ngắm hoa và tranh thủ lưu giữ lại cho mình những khoảnh khắc ưng ý nhất. Ở Hà Nội thì có một gia đình nhờ trồng 10 loài sen quý
mà thu về từ 2 đến 3 triệu đồng một ngày từ việc cho khách chụp ảnh và bán sen. Đầm sen rộng hơn 5.000 m2 của anh Hạnh ở Thường Tín, Hà Nội đang lai tạo nhân giống được 10 loài, thu hút nhiều du khách tới chiêm ngưỡng. Người đàn ông có biệt hiệu Hạnh Sen không những nổi tiếng về mê sen mà còn gây dựng một đầm sen có nhiều loài quý hiếm. Nhận thấy nhu cầu người dân chơi hoa sen cao, anh kỳ công gây dựng, sưu tầm nhân giống nhiều loài trong đầm rộng 5.000 m2. Biết ở đâu có giống sen quý, anh đều lặn lội tới xin giống và tìm hiểu cách ươm trồng như Hưng Yên, Bắc Ninh hay nhờ bạn bè mua giống sen cung đình Huế, sen hồng cánh đơn từ Nam Bộ. Thưa quý vị và bà con, trồng mướp trong tự nhiên chỉ sinh sản được từ 1 đến 2 lần trong năm. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và kỹ thuật điêu luyện, ông Nguyễn Văn Đấu ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã có thể làm cho chồn sinh sản đến 3 lần. Hiện chồn mướp con được hộ nuôi mua với giá là 2 triệu 500 ngàn đồng một con. Chồn thương phẩm thì được các nhà hàng thu mua với giá 1 triệu 200 ngàn đồng một ký. Mỗi tháng từ tiền bán chồn con và thương phẩm, ông Đấu thu về khoảng 50 triệu đồng. Nói về kỹ thuật để con chồn sinh được 3 lứa trong năm, ông Đấu lưu ý. Đến ngày chồn động đực, ông bắt đầu cho chồn đực giao phối với chồn cái, rồi ghi rõ ngày tháng. Sau khi phối giống khoảng 62 đến 64 ngày, chồn bắt đầu đẻ. Sau khi chồn đẻ khoảng 1 tháng 5 ngày là có thể tách chồn con ra khỏi mẹ. Như vậy mỗi năm bình quân một con chồn cái đẻ được từ 10 đến 12 chồn con. Sau đó, tiếp tục cho chồn mẹ ăn nhiều, bổ sung chất dinh dưỡng trong khoảng 5-6 ngày rồi tiếp tục phối giống. Hiện nay, tổng đàn chồn của ông Đấu khoảng 50 con. Chính vì nuôi hiệu quả nên nhiều hộ nông dân ở các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu thường xuyên đặt cọc ông Đấu để mua chồn mướp con. Thưa quý vị và bà con, sau một thời gian canh tác theo phương pháp hữu cơ, những lô chuối già Cavendish hay còn gọi là chuối già Nam Mỹ được trồng ở miệt rừng U Minh Hạ đã xuất ngoại thành công, giúp nhà nông tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác. Đây cũng là thời cơ cho nông sản sạch ở Cà Mau thâm nhập sâu thị trường thế giới. Tháng 3 vừa qua đã có 3 container, tương đương 60 tấn chuối đã xuất khẩu thành công sang Ả Rập Xê Út và Dubai. Đến nay, mỗi tuần có từ 2 đến 3 container được xuất sang các thị trường này. Theo các chủ vườn chuối ở U Minh cho biết, hầu hết chuối ở đây đã được đối tác ký hợp đồng bao tiêu đầu ra tới tháng 2 năm 2018. Giai đoạn đầu, công ty đầu mối giao cho khách hàng khoảng 2 container, nhưng sau tăng dần lên, cao điểm có thể 20 container mỗi tuần. Với giá bán hiện tại là 8.000 đồng một ký, mỗi hecta bà con có lời từ 100 đến 150 triệu đồng. Thưa quý vị, hàng loạt các bất cập trong quy định về thủ tục đầu tư, quản lý, kiểm soát chăn nuôi, giết mổ, kiểm dịch đang trở thành rào cản ảnh hưởng tới phát triển của ngành chăn nuôi trong nước. Đây là thông tin từ Viện Chiến lược và Phát triển Nông nghiệp Nông thôn trong kết quả rà soát các rào cản về thể chế ảnh hưởng đến thương mại nông sản. Kết quả này tập trung chủ yếu vào hai sản phẩm là thịt heo và thịt gà. Theo kết quả nghiên cứu, hiện nay thị trường kinh doanh sản phẩm thịt gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt. Bất cập lớn nhất là các rào cản về cơ chế đối với ngành chăn nuôi. Trước hết là trong thủ tục xin cấp phép đầu tư, qua rất nhiều khâu, gây mất thời gian cho doanh nghiệp. Không thống nhất và có quá nhiều quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh của cơ sở sản xuất, chế biến, bán buôn thực phẩm. Nhóm bất cập thứ hai là quy định về quản lý giết mổ trong chăn nuôi. Các chính sách quy hoạch và hỗ trợ phát triển các khu giết mổ tập trung chưa hiệu quả, trồng chéo, chưa hợp lý. Chúng ta cần cái thay đổi cái quan điểm về quản lý, giám sát cái chuỗi cung ứng, chuỗi kinh doanh sản xuất. Tức là chúng ta cần có nhà nước chỉ ở cái vai trò là kiểm soát giám sát chung thôi, chứ không tham gia lại vừa là ví dụ như vừa cấp giấy chứng nhận nhưng lại vừa kiểm soát cái giấy chứng nhận. Có nghĩa là chúng ta nhiều khi đấm hai vai, vừa đá bóng vừa thổi còi. Và chúng ta cần phải có những trong tương lai cái mô hình xã hội hóa những cái hoạt động mang tính kiểm soát như thế. Ngoài ra, còn những bất cập trong kiểm soát sản phẩm nhập khẩu, thiếu thông tin, nguồn gốc hàng nhập khẩu, kho lạnh, tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật cho thị trường nhập khẩu yếu, đặc biệt là nội tạng động vật. Điều này gây khó khăn trong quản lý, cạnh tranh không bình đẳng giữa hàng chất lượng cao, thấp, hàng trong nước và nhập khẩu.
Nhiều nơi trồng cây có độc tố. Đây là lời cảnh báo và cũng là tiêu đề trên báo Hậu Giang sáng nay. Vì hiện nay đi đâu quanh khu vực hành chính, trong công viên hay là các cơ quan trường học đều bắt gặp hình ảnh của hoa quỳnh anh vàng rực khắp nơi. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, loại cây này có nhiều độc tố từ hoa, lá, cành. Theo y học thì hoa quỳnh anh vẫn có nhiều tác dụng trong bào chế dược phẩm, mỹ phẩm. Nhưng mà việc trồng quá nhiều nơi đông người qua lại, nhất là nơi có nhiều trẻ em là điều nên thận trọng. Thưa quý vị, tôm là sản phẩm có vị trí rất quan trọng trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Với giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng năm trên 3 tỷ đô la Mỹ, tạo ra khoảng 2 triệu việc làm, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Nhưng mà để giữ vững và nâng cao hơn nữa ngành tôm, chúng ta nên làm gì? Đó cũng là chủ đề của buổi đối thoại bàn tròn thủy sản do Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP và chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển, cơ quan hợp tác phát triển Đức tổ chức hôm qua tại thành phố Cần Thơ. Theo ông Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho rằng, để ngành tôm tăng trưởng một cách bền vững thì cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, tập trung vào những mô hình nuôi phù hợp để giảm thiểu rủi ro cho người dân. Rà soát lại quy hoạch để triển khai tiến bộ kỹ thuật vào từng loại hình canh tác để phát triển một cách tốt nhất. Nội dung có trong bài viết Quy hoạch lại sản xuất nâng cao giá trị tôm Việt Nam trên báo VOV. Lai tạo thành công 5 giống lúa mới được thị trường ưa chuộng, trong đó có giống lúa Ngọc Đỏ Hương Dứa hiện trở thành đặc sản của huyện Lấp Vò, là tâm huyết nhiều năm của ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc hợp tác xã giống nông nghiệp Định An, huyện Lấp Vò. Trong bài quyết tâm xây dựng thương hiệu vững chắc cho hạt gạo Lấp Vò, phóng viên Ngân Nguyễn cho biết, với sự cần cù, tinh thần ham học hỏi và nhiều đóng góp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ông Nguyễn Anh Dũng vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huy chương vàng tại Festival Quốc tế Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tin rằng thời gian tới, ông Dũng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực giúp cho thương hiệu hạt gạo Lấp Vò vươn xa và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước. Một gương điển hình nữa vừa được đăng tải trên báo Ấp Bắc, nhưng đó là sự sáng tạo, nhạy bén cộng với sự mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vươn lên làm giàu từ cây bưởi da xanh ruột hồng. Ông là cựu chiến binh Huỳnh Văn Châu, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngoài chia sẻ kỹ thuật qua bài làm giàu từ bưởi da xanh, ông Châu còn cho biết vườn bưởi da xanh của ông Châu đang sử dụng các loại phân do trường Đại học Cần Thơ sản xuất. Đây là loại phân có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cùng với đó thì hàng tháng, trường Đại học Cần Thơ đều cử cán bộ xuống vườn để nắm tình hình, sự phát triển của cây, đo độ dinh dưỡng của đất để mà cung cấp phân phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của cây. Chính vì thế mà dù mùa khô hay là mùa mưa, vườn bưởi da xanh của gia đình ông vẫn được bón phân đúng cách, đúng liều lượng, cây phát triển tốt. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế Nông nghiệp của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.